Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một vài cái xe phổ thông đời cũ nhưng mà rất là đẹp nha các bạn. Và trước khi giới thiệu những cái chiếc xe đời cũ đẹp thì em xin phép giới thiệu một chiếc đời không có cũ lắm, cũ vừa. Đó là chiếc xe Honda Fusionel GT. Fusionel GT tuyệt đẹp luôn. Đời này thì cũng không có cũ lắm nha các bạn. Xe này được cái là xe nó rất là đẹp mà nó zin nguyên bản luôn, đẹp từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Sạch sẽ, máy móc là nguyên zin, đầu nồi là chưa rớt, xe là sạch sẽ, mua về liền đi liền thôi nha các bạn. Mà đi mà xe này thì đi uống cà phê là người ta cũng rất là thích các bạn, nó đẹp. Mình đi SH có khi người ta không có chậm trồ, nhưng mà mình đi với chiếc xe Fusionel GT mà đẹp, nói chung là đi xe số đẹp thôi là người ta đã có cái sự mà ngưỡng mộ. Em này thì mang biển số 51R7-2620. Xe riêng lạc sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trước ra đằng sau, không một điểm nào chê được hết. Xe quá xuất sắc. Xe này là giống như là xe sưu tầm luôn nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn. Đó, và quay trở lại vấn đề những cái chiếc xe cũ, đời cũ đây. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Rim Lùng. Đó, đây là chiếc xe Honda Rim Lùng đời 98 nha các bạn. Đời này là đời sau cùng, kế sau nữa là bỏ mẫu này là bước qua mẫu Rim Lùng SL 99. Đó, xe rất là đẹp, đẹp rực rỡ luôn. Đẹp như một cô gái đẹp luôn. Lốc là lốc sơn là như là sơn đen luôn nha các bạn. Đó, tem gấp còn nguyên luôn, cây vô luôn, mình sườn zin, tem zin, sơn zin. Và đây nè các bạn, thấy nó răng không? Đây là do cái dấu hiệu là hồi đó người ta dán keo á các bạn, rồi nó đi lâu dài thời gian cháy dính vô luôn, không phải cháy mà là nắng dính vô luôn. Em này mang biển số là 59V3-21229. Có một chiếc xe Honda Rim Lùng, máy móc cực kỳ ngon luôn. Xe mà bây giờ cái đời xe này mà kiếm được chiếc xe Honda Rim Lùng kiểu cỡ như vậy là cũng là hơi hiếm đó các bạn. Hồi xưa ai mà có được cái chiếc xe Rim Lùng cỡ như vậy là người ta rất là thích, bởi vì nó đi nó rất là ngon, rất là bền, và đặc biệt nó rất là lợi xăng. Đi gần 50 cây số mới là một lít xăng các bạn. Đi 40 mấy cây một lít. Ngon lắm, máy cực kỳ. Đụng nhẹ vô cái các bạn xem. Đụng nhẹ vô cái là nổ liền. Và với chiếc xe Honda Rim Lùng 98, xe một đời chủ này, còn zin nguyên bản này thì mình mong muốn bán với giá là 19 triệu. Rồi, và kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị hai chiếc xe. Để em giới thiệu chiếc này luôn đi. Nó đang đứng đây, giới thiệu luôn với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Way ZX. Honda Way ZX màu đỏ, liên lạc sạch sẽ. Đầu nồi chưa rớt luôn nha các bạn. Quay ZX. Quay ZX màu đỏ đen.
xe còn liền lạc luôn. Đã quay giấy tiếp này được cái là xe zin, hồ sơ cầm tay, máy móc thì thành hồ sơ các bạn. Rồi với chiếc xe Honda Way ZX này thì mình mong muốn bán với giá là 28 triệu, bớt 1 triệu, 27 triệu bán luôn. Rồi nếu mà các bạn các chị nào mua nhanh nữa tới bớt nữa luôn, bởi vì cái xe này em cũng quay 2 lần rồi, rồi cũng có cái anh kia anh đã mua rồi nhưng mà về chưa về, thì tự nhiên cái người chú gì của anh đó tới cái thể hiện thì nói là phải phải sơn lại 5 triệu hay là phải làm gì cặp bánh gì đó thôi, mình nó không cần phải giải thích dài dòng. Nếu mà anh không thích thì mình không có mua thì mình không có bán vậy thôi, vui vẻ thôi. Đó, một lần nữa em xin thưa với các bạn các anh chị là cái xe này là em mong muốn bán với giá là 27 triệu nha. Máy móc cực ngon. Kỳ cũ đó là Super Cup đó, hai chiếc đều là đời cũ hết, nhưng mà chiếc xe này thì có cái màu xanh này là cái xanh, nói chung là xanh xanh này thì nó qua cái phần giống như là xanh nó rêu hơn vậy các bạn, xanh rêu nó không có sáng lắm đầu các bạn. Đó. Các bạn thấy không, đầu chưa rớt. Rất là đẹp, liền lạc, sạch sẽ, đẹp. Máy móc thì cực kỳ ngon rồi. Đụng vô là nổ. Đó, xe lóc zin, tem lóc còn luôn, tem gấp còn luôn nè các bạn. Tem lóc, tem gấp còn nguyên, sơn zin còn nguyên, bấm điện còn nguyên, túm lại là cái thứ gì cũng còn nguyên. À, ba tầng phục luôn, phục ba tầng luôn. Các bạn các chị có thấy niền đóng ở trên luôn. Đó, em này thì mang biển số là 59V3 59708. Xe còn rất là liền lạc, sạch sẽ từ trên xuống dưới. Và với chiếc xe Honda Super Cup màu xanh rêu này thì mình mong muốn bán với giá là 52 triệu nha các bạn. 52 triệu cho chiếc xe đầu nồi chưa rớt, đời cũ, cũ mà mắc dữ nha các bạn, đúng không? Chưa đâu các bạn. Giới thiệu chiếc xe thì chiếc này còn mắc hơn. Mắc vì sao? Vì hồi xưa người ta, những người có được những chiếc xe này là những cái gia đình rất là khá, các cô chú các anh chị mà lớn tuổi á, thì gia đình đi những chiếc xe này là những cái gia đình mà nói chung là khá, không nói là giàu, khiêm tốn, rất là khá, có điều kiện, gia đình có điều kiện mới đi được những chiếc này. Còn bây giờ thì cũng bình thường đối với những người bây giờ rồi ha các bạn. Nhưng mà cái xe này là đẹp lắm, đầu nè các bạn. Nè, em để từ từ các bạn coi nha. Đó. Để nhiều khi các bạn nói coi không kỹ, em để im chút xíu nè. Chừng vài giây nè. Thì các bạn các anh chị có thể coi từng con ốc của nó. Đó, các bạn các anh chị có thể coi từng con ốc của nó. Còn bén cạnh luôn. Đó, soi như vậy là không biết có kỹ chưa thì em cũng không biết. Em quay cỡ này thì để sát cái điện thoại như vậy thì mong các bạn các anh chị thấy nó. Em cũng nhiệt tình rồi. Em quay lại cho các bạn các anh chị thấy. Mặc dù là xe anh tháo ra để bên ngoài như thế này nhưng các bạn các anh chị vẫn biết là nó có đầy đủ bẩn nha. Vẫn có bẩn zin của em nó đầy đủ đàng hoàng, nhưng mà tháo ra để mình coi nội thất của bên trong em nó như thế nào đó. Đó, còn khi các bạn các anh chị tới lấy thì chắc chắn là phải có bẩn rồi.
xe zin, đầu nồi chưa rớt, nước sơn zin, tem zin, gấp zin, túm lại là cái gì cũng zin luôn. Mà màu sơn này thì đẹp, màu sơn xanh metan, xanh rất là đẹp. Em này mang biển số là 53S42832. Đó, đẹp từ trên dưới, từng những cái đèn, cái cùm. Đó, tất cả mọi thứ là đẹp, liền lạc, kiến luôn. Đó, tất cả mọi thứ đều hoạt động trong một cái trạng thái rất là ok nhất có thể. Đụng vô là nổ, đụng vô là nổ. Và với chiếc xe này, em mong muốn bán với giá là 61 triệu nha các bạn. 61 triệu cho chiếc xe Super Cup 70 zin nguyên bản, một đời chủ. Đầu nồi chưa rớt, nước sơn zin. Tuyệt đẹp luôn. Đó, còn nếu mà các bạn các chị cho là cái xe đời cũ của nó mắc tiền quá thì em xin phép giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe đời cực kỳ mới luôn. Đó là chiếc xe Honda SH. Honda SH đời cuối 2019. Mà có hệ thống thắng đĩa ABS luôn, là công nghệ tiên tiến đời mới nhất luôn. Thắng đĩa ABS thì có cái công năng của nó rất là tốt, là đó là chống trơn, chống chợt, cũng như là chống bó phanh đĩa. Và trong những cái ngày mưa này chúng ta đi, có cái hệ thống thắng đĩa ABS nó rất là an toàn. Xe mới tinh, xe quá mới luôn chứ còn gì nữa ha các bạn. Quá đẹp, quá mới. Xe đi được 9.200. Đó, xe đi 9.200. Và với cái chiếc xe này thì các bạn các chị mua về chỉ việc đi thôi. Đó, và với chiếc xe này em nó mang biển số là 59C2 81493. Và với chiếc xe Honda NH đời cuối 2019 này thì mình mong muốn bán với giá là 89 triệu. 89 triệu cho chiếc xe Honda ABS 150 hai thắng đĩa ABS trước sau an toàn, xe mới tinh, còn liền lạc, sạch sẽ. Xe này mua về là chỉ có việc chạy thôi, không hư hao, không sửa chữa cứ cái gì nha các bạn. Đó. Rồi, vậy thì hôm nay em giới thiệu với các bạn cái chị và chiếc xe này. Thì một vài bữa nữa thì cái chiếc Accenter kia xong thì em cũng xin giới thiệu với các bạn các chị luôn. Chiếc màu đỏ này bữa cũng giới thiệu rồi. Đó. Thì hy vọng các bạn các chị tới xem trực tiếp cũng như là trải nghiệm thực tế để chúng ta đưa ra những cái nhìn nhận cũng như là đánh giá nó khách quan nhất. Rồi, và sau khi các bạn các chị test thử hài lòng với xe thì chúng ta mới cùng ra phòng công chứng ký hợp đồng công chứng mua bán. Và sau khi ký hợp đồng công chứng mua bán thì mình đưa về đến tận nhà. Rồi, cho các bạn các anh chị yên tâm luôn ha. Rồi, ok, xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Bao thử bao test các kiểu luôn nha các bạn.